Ngay sau 10 năm nổi như cồn, sống bịnh lặng làm nông dân, từng có ý định xuất gia. Năm 2014, Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu nổi lên như một hiện tượng mạng. Anh đăng tải clip cover với Nguyễn Combo giao diện trai quê và dòng hát thảm họa. Thế nhưng ca sĩ Lệ Rơi lại khiến dân tình thích thú vì sự hồn nhiên, tự tin. Các video của Lệ Rơi nhanh chóng trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm. Từ một anh chàng nông dân trồng ổi, Lệ Rơi bắt đầu bước chân vào giới showbiz. Anh đóng phim chiếu mạng, đóng clip, tham gia các game show, thậm chí Lệ Rơi còn can thiệp nâng cấp nhan sắc với mong muốn thành công trong giới giải trí. Tuy nhiên sau một thời gian lăn lộn, anh vỡ mộng về quê với khoản nợ lớn và quay lại làm nông dân như xưa. Lệ Rơi từng có ý định xuất gia, tuy vậy gia đình anh lúc đó gặp khó khăn tài chính, nghĩ đến chữ hiếu chưa tròn, Lệ Rơi đã từ bỏ ý định đi tu. Hiện tại ngoài thời gian làm vườn, anh chàng làm công nhân ở công ty sản xuất đồ nhựa, rồi chuyển sang làm việc ở văn phòng phụ trách mảng thủ tục hồ sơ nhân sự và bảo hiểm xã hội. Về chuyện tình cảm cho đến giờ Lệ Rơi vẫn đang độc thân, dù bố mẹ sốt ruột, anh chàng U40 vẫn đủng đỉnh cho rằng mọi chuyện còn phụ thuộc vào duyên số. Trong lần chia sẻ gần đây với VTC Now, có thể nhận thấy Lệ Rơi đã trưởng thành, điềm đạm hơn nhiều, đến giờ anh chàng đã gạt bỏ quá khứ, hài lòng với cuộc sống hiện tại.